số 1-0 nghiêng về, 2-0 nghiêng về Vị Thanh. Ủa hai trái trời, hai trái hả? Hai trái hả? Quay hả? Không cứ ngồi đi nhìn như vậy thôi, đâu có làm gì như vậy. Quay cho chị đúng không? Ờ, cứ ngồi nhìn chỗ đầu gối. Tỷ số 3-0 như về Vị Thanh. Ủa ngoài hả? Điểm cho Vị Thanh 3-1. Nói vô là đội viên, nói vô là đội viên. Bóng không qua lưới, điểm cho Nguyễn Minh Quang 2-3. Đập bóng tốt, điểm cho Vị Thanh 4-2. Điểm cho Vị Thanh 5-2. Để nói không vô, cao quá. Điểm cho Vị Thanh 6-2. Lên dù luôn rồi. Nhém nữa vào đi cũ gớt rồi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Cái gì hả? Điểm cho Nguyễn Minh Quang 4-6. Quá đẹp. Quá đẹp. Bóng không qua lưới, điểm cho Nguyễn Minh Quang 5-6. Sáu điều. Điểm cho Nguyễn Minh Quang 7-6. Điểm cho Vị Thanh 7-7. Tập trung vô em ơi. Tập trung vô em ơi. Điểm cho Vị Thanh 7-8-7. Gì hoài vậy trời. Sao mà lõi cái thực hoài vậy? 8 điều. Quá tuyệt vời. Đá bóng tốt. Điểm cho Vị Thanh 9-8. Quá đẹp. Tài lộng hay lắm. Tài lộng hay lắm. Rồi xong rồi. Điểm cho Vị Thanh 10-8. Điểm cho Vị Thanh 11-8. Hay quá, hay quá, hay quá. Điểm cho Vị Thanh 12-8. Hay quá. Vô. Điểm cho Vị Thanh 13-8. Lên Cường ơi. Hay quá. Con nè, lấy sổ ra ghi kìa. Được rồi. Có luôn không? Trời. Quên nữa. Nhà sĩ nha, cầm lắc lại. Nguy hiểm quá. Bóng ngoài sân, điểm cho Vị Thanh 14-10. Hay quá. Chiều là hình như là bán kết hay gì đó. Gặp thằng Trường Kiên. Em vô nữa, em đồng nữa. Bỏ bóng tốt. Điểm cho Vị Thanh 16-10. Cứ chết à. Ngoài sân có bóng ngoài sân, điểm cho Vị Thanh 16-11. Trái nãy nè, bên đây à. Mấy ông nội mấy ông số là nguy hiểm. Điểm cho Nguyễn Minh Quang 12-16. Điểm cho Vị Thanh 17-12. Điểm cho Vị Thanh 18-12. Điểm cho Nguyễn Minh Quang 13-18. Thanh 19-13. Bóng không qua lưới, điểm cho Vị Thanh 20-13. Đập bóng tốt, điểm cho Vị Thanh 21-13. Điểm cho Vị Thanh 22-13. Tiếp tục điểm cho Vị Thanh 23-13. Điểm cho Vị Thanh 24-13, điểm cuối cùng. Kết thúc hiệp 1, tỷ số nghiêng về Vị Thanh với tỷ số 25-13. Chúc mừng. Thầy thức 10 lon. Có bị trừ không? 10 lon. Xin chúc mừng.